Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thành phố đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ xây dựng xã Trường Đen đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trường Đen đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Hiện nay, xã có 9 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt, bao gồm tiêu chí số 2 giao thông, tiêu chí số 5 giáo dục, tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 14 y tế, tiêu chí số 17 môi trường, tiêu chí số 18 chất lượng môi trường và tiêu chí số 19 quốc phòng an ninh. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và nhân dân xã Trường Đen trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời đề nghị lãnh đạo xã tiếp tục tập trung thực hiện quán triệt đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của tỉnh, thành phố, triển khai lãnh đạo chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới nâng cao đến cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao để triển khai thực hiện có hiệu quả, rà soát các tiêu chí cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là 9 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt, qua đó đề xuất với sở ngành cấp tỉnh và các phòng ban của thành phố, kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đảng ủy phường Trường Lề tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Đảng ủy phường Trường Lề tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, chú trọng công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, đảm bảo các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Đánh giá phân loại cuối năm có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 194 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 791 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2024, Đảng ủy phường Trường Lề tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn phường năm 2024 từ 5 đến 10% dự toán giao, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Chi hội doanh nghiệp thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Chi hội doanh nghiệp thành phố có 87 hội viên. Chi hội đã phối hợp chặt chẽ với các hội viên, tổ chức thành viên, nắm bắt kịp thời hoạt động của các doanh nghiệp, phản ánh các khó khăn vướng mắc, kiến nghị và đề xuất gửi Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hội viên. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động hội viên, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, cảm thông chia sẻ với những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, Chi hội đã tổ chức ủng hộ từ thiện an sinh xã hội với số tiền gần 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 11 hộ tại các xã phường trên địa bàn thành phố, ủng hộ từ thiện các hoạt động chương trình khác do tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị khác phát động với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Năm 2024, Chi hội doanh nghiệp thành phố tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, liên kết các doanh nghiệp hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Chi hội doanh nghiệp thành phố Sơn La, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp được tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng để chung tay xây dựng thành phố Sơn La ngày càng phát triển. Ngày 12 tháng 1, Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2024.
Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân xã về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và điều hành ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó chú trọng một số chỉ tiêu, kế hoạch về sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, kế hoạch phát triển văn hóa xã hội, thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt trên 436 triệu đồng, duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực hiện một bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu 95% trở lên số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% bản đạt bản văn hóa, 100% cơ quan đơn vị nhà trường đạt chuẩn văn hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, xây dựng xã Trường Sơn phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Hội khuyến học phường Trường Lề vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong năm 2023, Hội khuyến học phường Trường Lề đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào học tập suốt đời, phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập, phong trào toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục, đặc biệt chỉ đạo các trường học thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong giáo viên và học sinh, gắn với xây dựng trường học đáp ứng 3 mục tiêu: trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, mọi lứa tuổi, mọi trình độ đều có trách nhiệm và nghĩa vụ học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự phát triển kinh tế xã hội của phường. Trong năm, số hộ đăng ký danh hiệu gia đình học tập đạt trên 2.900 hộ, các tổ bản cơ quan đơn vị đăng ký đạt 100%, số công dân đăng ký danh hiệu công dân học tập đạt trên 7.800 người, chiếm 62,1%. Trong năm đã khen thưởng 81 tập thể cá nhân học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích tốt trong học tập. Năm 2024, Hội khuyến học phường Trường Lề đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền các phong trào khuyến học khuyến tài, đi vào chiều sâu thiết thực, có sức lan tỏa, để mọi người dân, mọi gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận thức được vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Sơn La, mảnh đất mang đậm bản sắc văn hóa của 12 dân tộc anh em. Những nét đẹp văn hóa trong đời sống hàng ngày, những lễ hội mang nét đặc trưng riêng, những phong tục tốt đẹp được lưu truyền qua bao thế hệ. Văn hóa dân tộc truyền thống được giữ gìn, phát huy, có một sức sống mãnh liệt và vai trò quan trọng trong dòng chảy cuộc sống đương đại. Trong đó, những người phụ nữ có vai trò lớn trong bảo tồn văn hóa. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những người phụ nữ đồng bào dân tộc Thái ở thành phố Sơn La để thấy được tình yêu và cách họ đang làm để giữ gìn văn hóa dân tộc mình. Người Thái xưa có câu nói, úp bàn tay nên hoa, ngửa bàn tay thành bông, để nói về sự khéo léo của người phụ nữ Thái trong việc tạo nên những giá trị văn hóa tinh thần, tạo nên vẻ đẹp cho cuộc sống cộng đồng, làng bản. Không chỉ là thước đo của sự khéo léo mà còn đề cao vai trò của người phụ nữ từ trong gia đình đến cộng đồng, xã hội. Giữa phố thị tấp nập, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, khó có thể tin rằng trong lòng của thành phố Sơn La hiện nay lại có nhiều câu lạc bộ văn hóa, sinh hoạt và học tập đều đặn. Là nơi để mạch nguồn văn hóa Thái được nối tiếp, là nơi tưới mát tâm hồn của những người yêu quê hương, bản làng mình. Đã 6 tháng nay, các thành viên câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái Bản Hẹo, phường Tô Hiệu, không quản nắng mưa, ban ngày hay ban tối, họ sắp xếp công việc gia đình để đến lớp học chữ Thái do cô giáo Cà Thị Định đứng lớp. Những nét chữ Thái được truyền lại từ bao đời, những câu hát, làn điệu dân ca Thái được cô Định dạy cho các học viên. Mỗi buổi học, không khí đều rất vui vẻ, thoải mái.
là người con của dân tộc Thái, tôi yêu tha thiết tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Chính vì lẽ đó, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn đứng trên bục giảng dạy chữ Thái miễn phí cho đồng bào mình. Những học viên của lớp học chữ Thái cũng rất đặc biệt. Họ là các bà, các mẹ, những người phụ nữ, người giữ lửa của gia đình. Nhận thấy vai trò trách nhiệm trong việc bảo tồn văn hóa của dân tộc, khi trong xã hội hiện đại ngày nay, những giá trị truyền thống đang dần mai một đi, họ đến lớp học cũng bằng những tình yêu rất giản dị. Tôi là người dân tộc Thái, nên tôi muốn mình nói và viết được tiếng dân tộc thành thạo, nên tôi đã theo học lớp học chữ Thái cô Định dạy. Cô rất nhiệt tình, chúng tôi càng có động lực đến lớp học và hăng say học. Càng ngày, tôi càng yêu văn hóa dân tộc mình hơn. Thành phố Sơn La có 12 đơn vị xã phường. Trong đó, mỗi xã, phường đều có những đội văn nghệ quần chúng và các câu lạc bộ văn hóa dân tộc. Trong những ngày vui của bản, ngày lễ, ngày hội, hội diễn nghệ thuật quần chúng, không thể thiếu được những tiết mục múa, hát, trình diễn nhạc cụ dân tộc. Đến nơi đầu của thành phố Sơn La, từ những bản làng cho đến giữa lòng đô thị, những điệu múa Thái uyển chuyển, vòng xòe đoàn kết, màu sắc sặc sỡ của khăn piêu, váy áo cóm, tiếng gấp Thái đã trở thành nét đặc trưng văn hóa của người dân thành phố. Bản Đông La của xã Trình Ngân, một bản cổ của đồng bào Thái. Phong cảnh bình yên, con đường dẫn vào bản ngập tràn sắc hoa và tiếng nói cười của các thành viên câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái. Dưới sân nhà văn hóa, hòa trong sắc áo chàm đen, khăn piêu mang màu núi, màu rừng, câu hát Thái vang lên với ý nghĩa hãy gìn giữ lấy nét đẹp văn hóa cổ của đồng bào Thái xưa, làm cho bản làng mình càng mang đậm màu văn hóa. Ngay từ khi còn bé, tôi đã được các bà, các mẹ dạy cho múa Thái cổ, rồi trong những ngày lễ, ngày Tết thì nghe hát khắp. Lớn lên cùng văn hóa Thái, tôi rất yêu câu hát, điệu múa của dân tộc mình. Khó có thể tìm thấy ở nơi đâu trong cuộc sống hiện đại ngày nay mà bản sắc văn hóa dân tộc lại lớn như vậy. Cuộc sống giờ đây đã nhiều đổi thay, nhưng có những giá trị sẽ mãi tồn tại với thời gian. Văn hóa còn thì dân tộc còn, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Mỗi người phụ nữ dân tộc của thành phố đều đang trực tiếp tham gia vào các hoạt động gìn giữ, phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống. Họ đang cần mẫn, ngày đêm vun đắp, tưới cho hạt mầm văn hóa từ trong mỗi gia đình, lan tỏa đến cộng đồng, bản làng và lớp thế hệ con cháu hôm nay, để văn hóa dân tộc mãi là mạch nguồn khơi dậy sức mạnh, tình yêu, để mỗi chúng ta cùng chung tay xây dựng quê hương ngày một phồn vinh, tươi đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.